là Tết rồi mà đại ca của em vẫn chưa về. Nếu mà đại ca em không về thì anh cho em ăn Tết của anh nhá. Ai, không được đâu nha. Mày nhà nghèo, tao nhà giàu, làm sao mà ăn chung với nhau được. Mà kể cả tao đồng ý ấy, mẹ tao cũng không bao giờ cho mày ăn đâu. Mày đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Này sẵn rồi, tao cho đùi gà này. À bắt từ từ. Rồi nhá, tao vứt ra làm sao mày đi nhặt nhá. Anh vứt gần gần thôi. Ok ok. Đúng là đợi nhà nghèo. Tết đến rồi, ta thấy vui ghê. What? Tết đến rồi, ta phải mua bánh kẹo. Sán ơi, đại ca về rồi. Sán ơi. Anh Khoai ơi, anh Khoai. Cái gì đây? Nhanh, có chó không? Không có đâu, mày cứ vào đi. Anh đang chơi game gì đấy? Mày không có điện thoại mày hỏi làm gì? Mày ngồi xem tao chơi đi. Vâng. Ngồi cẩn thận vào. Không tí nữa tao không cho mày xem nữa giờ. Đấy, tao thua rồi. Tại mày ấy, mày cứ đẩy làm gì. Thôi tao không chơi nữa. Mà mày về đây có việc gì đây? Thế anh không biết hôm nay là ngày gì à? Sao mà tao không biết? Hôm nay là ngày Tết, còn ngày gì nữa? Mày tưởng tao ngu lắm à? Tết mà vẫn ngồi đây chơi game. Tao chơi game thì kệ tao chứ. Tao nhà giàu tao làm gì mà chả được. Liên quan đến mày à? Tao hỏi có thế thôi mà mày nóng tính thế. Phải nóng chứ, không nóng mà được à? Mà đến Tết rồi mày không ăn Tết ở nhà đi, mày còn sang nhà tao làm gì? Hôm nay là Tết rồi mà đại ca của em vẫn chưa về. Nếu mà đại ca em không về thì anh cho em ăn Tết của anh nhá. Ai, không được đâu nha. Mày nhà nghèo, tao nhà giàu, làm sao mà ăn chung với nhau được. Mà kể cả tao đồng ý ấy, mẹ tao cũng không bao giờ cho mày ăn đâu. Mày đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Khoai ơi, mẹ mua đồ ăn Tết về rồi này. Con chào mẹ. Cháu chào bác ạ. Sẵn ra đây chơi à? Mà hôm nay là ngày Tết rồi, cháu không ở nhà ăn Tết, cháu ra nhà bác làm gì? Dạ, đại ca cháu chưa về nên cháu định bảo là bác cho cháu ra đây ăn Tết cùng nhà bác ạ. Đấy, nó cứ bảo là ở đây ăn cùng mình ấy. Ôi, không được đâu cháu ơi. Cả năm mới có một cái Tết, sao mà cho cháu ăn cùng được. Cháu lại còn nhà nghèo nữa, bác không đồng ý đâu. Dạ. Đấy, tao bảo rồi. Thôi mày đi về đi, để tao với mẹ tao còn ăn Tết. Thôi, sẵn đi về đi. Khoai ơi, ra đây hai mẹ con mình ăn Tết ở bên này nào. Dạ vâng. Cháu không về thì cháu ở đấy mà xem. Anh Khoai và bác ăn Tết nha. Bảo về không về. Nào, con ngồi đây nào. Ôi, mẹ mua nhiều đồ đấy. Cái áo này đẹp thế, mẹ mua cho con à? Mẹ không mua cho con thì chả nhẽ mẹ lại mua cho cái thật sắn nhà nghèo kia à? Đẹp không con? Có ạ. Thế con cởi áo này ra để mẹ mặc cái áo mới này cho con. Nào, cởi ra nào. Đấy, con trai của mẹ mặc áo mới chắc là đẹp trai lắm đây. Đây, mặc vào. Đấy. Ôi, quay một vòng cho mẹ xem thế nào. Ôi đẹp thế. Trời ơi, ngồi xuống này đi con. Đây, bây giờ hai mẹ con mình sẽ bóc cái mứt Tết này ra ăn con nhá. Vâng ạ. Để mẹ bóc ra. Đấy. Tết là phải có mứt con ạ. Mứt Tết này. Trời ơi. Wow. Đây, mẹ bóc ra. Đấy. Ăn đi con trai ơi. Đây. Đấy. Cái này là mứt cà rốt hay sao ấy con nhỉ? Đây, con ăn đi. Đây là mứt dừa. Thơm. Có thể ăn thơm. Cái này là cái hạt của mẹ. Ôi giống quả trứng nhỉ? Trứng chim ấy. Nhưng mà đây cũng là gọi là kẹo. Kẹo lạc. Ở trong này thì có lạc con ạ. Trong này có lạc này. Đấy. Ăn rất là ngon luôn. Ngon. Đây là quả quýt hay sao ấy con ạ? Quýt sấy dẻo. Cứng quá. Mình nhà giàu là mình phải ăn giống như người giàu ấy. Phải ăn nhiều nhiều vào con nhá.
Mà mẹ ơi, gì? Năm mới mẹ không mừng tuổi cho con à? À, có chứ, con trai của mẹ, mẹ không lì xì thì thành cái gì nữa. Đây, mẹ mừng tuổi cho con trai của mẹ nhá. Vâng. Đấy. Ui, được 20.000. Con cảm ơn mẹ ạ. Ừ, thôi, mẹ con mình bắt đầu ăn đi, tiếp tục ăn đi này. Vâng. Đây, đùi gà của con đây, món nào con thích ăn nhất đây. Xin mẹ. Ăn đi con. Đấy. Ngon. Để mẹ cho thêm một tí ớt vào này. Này, con cho vào đi. Ngon. Bác ơi, tí không ăn hết đùi gà cho cháu xin miếng nhá. Chắc không thừa đâu, con không đủ bác ăn đấy. À mà, chắc là tí thừa cái xương đấy, cháu ăn xương thì tí nữa bác cho nhá. À mẹ ơi, cái này con cũng không ăn được hết đâu, hay là con cho thằng Sắn nhá. Thế con cho nó đi. Này Sắn ơi, tao cho đùi gà này. À bắt từ rồi nhá, tao vứt ra làm xong mày đi nhặt nhá. Anh vứt gần gần thôi. Ok ok. Đúng là đời nhà nghèo. Đâu ấy nhở, vừa nãy thấy anh đấy vứt đây mà. Không thấy à? Anh vứt xa thế sao thấy được? Thôi mẹ ra kia ngồi đi, tí mẹ tao cho mẹ ăn xương. Tết đến rồi, ta thấy vui ghê. What? Tết đến rồi, ta phải mua bánh kẹo. Sắn ơi, đại ca về rồi. Sắn ơi, Sắn ơi. Ơ, thằng Sắn này đi đâu ấy nhở? Chắc là nó đi nhà thằng Khoai chơi rồi. Mình phải lên nhà thằng Khoai xem thế nào đã. Tết đến rồi. Sắn. Đại ca đi làm về rồi à? Đại ca vừa về thôi. Thế mà em cứ tưởng Tết năm nay em không có Tết để ăn. Ok, ngồi xuống đây đã. Đại ca về rồi à? Thế mà bác cứ tưởng cháu không về nhà ăn Tết. Vâng bác, tại công ty cháu cho nghỉ muộn quá nên là cháu về nhà hơi muộn. Mà chắc thằng Sắn ở đây làm phiền bác lắm nhở? Không phiền đâu, nó ra đây bác mới vui đấy. Mà cháu mua nhiều đồ thế nhở? Hay là hai cháu mang ra đây để ăn cùng bác luôn cho vui? À dạ vâng, thế Sắn anh em mình sang kia ăn đi. Không, em không đi đâu. Sao đây? Đại ca không biết đấy thôi, bác với anh Khoai kẹt xỉ lắm. Thằng này hư thế nhở, sao mày lại nói bác thế? Nãy em tưởng đại ca không về cùng em ăn Tết nên em ra đây xin anh Khoai ăn Tết cùng. Xong rồi bác với anh Khoai còn đuổi em về đấy. Thế là thế nào hả bác ơi? Ơ, bác có được đuổi đâu, sao cháu lại nói bác thế? Ơ mẹ, nãy mình chả đuổi thằng Sắn đi về à? Mày có phải con tao không đấy? Sao lại đi nói mẹ mày như thế? Nhưng mà con nói đúng sự thật mà. Im mồm. Còn gì nữa không Sắn? Kể hết cho đại ca nghe xem nào. Nãy em xin bác đấy mua miếng thịt gà, rồi bác đấy bảo là cho em ăn xương. Xong em xin anh Khoai, anh Khoai lại vứt miếng thịt gà đấy bảo em đi tìm. Sao bác lại đối xử với thằng Sắn nhà cháu như thế? Thế mà từ trước đến giờ cháu toàn nghĩ bác là người tốt. Chắc là tại nhà cháu nghèo quá nên là bác khinh thường nhà cháu đúng không? Thôi được rồi, bây giờ nhá, bác với thằng Khoai mở to mắt ra mà nhìn nhá. Đây, đây là quà Tết. Cháu đố nhà giàu nhà bác có quà Tết xịn như thế này luôn nha. Đây đây này. À, đây là đùi lợn luôn. Cháu mua với giá 1 triệu đồng, đố nhà bác có luôn. Đây là tiền này. Sẵn đây. Ăn Tết xong anh em mình xây nhà luôn. Đấy, còn đây là xúc xích. Đây này, cả huyện mình ấy không ai có cái xúc xích to thế này đâu. Bác sợ chưa? Hiểu lầm rồi đại ca ơi. Bác không được đối xử như thế với thằng Sắn đâu. Hiểu lầm à? Hai người ngồi đây ăn mà để thằng Sắn nhà cháu ngồi đây một mình. Không cần bác nói thì cháu cũng đoán được rồi. Sắn, bây giờ anh em mình cắm một cái trại ở đây, xong anh em mình cùng nhau ăn Tết ở đây luôn nhá. Vâng. Đi.
Bây giờ em thích ăn cái nào trước? Em thích ăn hôm qua đấy ạ. Được, để đại ca mở nha. Đấy, đây là rượu vodka. Cái này mình chưa đủ tuổi nên là tí cho hàng xóm uống. Đây là mứt tết. Này, bóc ra ăn đi. Ui. Đấy, ăn đi. Ngon. À, ngon quá. Mà Sắn ơi, nãy bọn nó có gì ăn đây? Nãy bọn nó có đùi gà. Đùi gà? Thế thì bây giờ mình có đùi lợn. Đấy, đùi lợn này anh mua là bọn nó đã chế biến chín hết rồi. Bây giờ mình chỉ việc cắt ra ăn thôi. Ngon quá. Ngon thế nhở? À, ngon quá. Ngon quá.